là thức ăn chào mừng của khách sạn. Xin chào một bơi ạ. Bellery ở Hội An nha. Có bánh, có đồ ngọt và đồ tốt cho sức khỏe nữa nè. Ví dụ như có một bơi ạ. Quả mận. Đến đầu phía kia để nhận bóng. Và đội nào hoàn thành 4 quả bóng đầu tiên là đội chiến thắng nha. Đơn giản thôi. Như vậy bắt đầu ở đây. Đến dưới kia người ta nhận bóng xong, xách cái này chạy về đây để nhận tiếp bóng tiếp theo. Mỗi đội có 4 bóng. Ủa trời ơi. Wow, đẹp ghê. Em hai cú này không nè. Mới đi kìa. Mấy chị cũng cứu rồi ba. Wow.
Tôi nè. Tôi nè. Ủa? Ủa, để được dưới nước luôn hả? Bây giờ nha, bây để điện thoại dưới nước xong là con chạy tới kia nha. Dạ rồi, rồi. Đây, bỏ cái thẻ lên. Trời ơi, đau quá. Đây, đi đây rồi. Càng sợ càng chảy máu nhiều. Nào, bỏ cài. Bỏ cài một cài. Sao rồi, xíu không sao. Bật cái đĩa đi coi, bật cái đĩa đi. Hiện tại có một quả dừa nước đi rồi. Nào. Cho con đấy. Dạ sâu đúng rồi. Đúng rồi. Chào ông buổi chiều nha. Ông đi bắt cá hả ông? Để con hỏi cái thả lòng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà khi mua bắt cá liền không? Ông, ở đây này có mấy cái lồng nữa nè ông. Đúng rồi đó ông. Đúng rồi, ông đi bắt cá cái kia lại, lật cái nó ra, lật nửa cái nó ra. Cái này nè, cái khung này nè, lật nửa khung lại, đúng rồi, đúng rồi.
Đúng rồi, đúng chính xác rồi. Rồi đây đó, anh lấy bi con xếp vào đây, bỏ hết bi vào đây. Ba mình không đánh được không? Đó, con bỏ không đang đánh đi. Bỏ này hả? Ừ. Lấy khung ra. Không ra đâu. Hết ra gì đánh nè. Ba mình không đánh nữa. À, con đánh đi. Ba, đánh đi. Wow. Bây giờ